Và bây giờ xin mời hai quý cô. Rất sang trọng, mọi khách mời của chúng ta đã ổn định hết vị trí rồi đó Di Tường à. Mời em trai ngồi ở ghế đỏ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Đạt và tất cả các anh chị. Em tên thiệt là Trọng Huy. Có tên giả nữa hả? Dạ có tên nghệ danh, được khán giả cũng như là nhiều người biết đến ở mạng livestream à. Và công việc của em hiện tại là livestream và tên của em là Hoàng Duy Khánh. Thường live một ca vậy là được bao nhiêu tiền? Em thì thường nói với cái giá của một người livestream chuyên nghiệp. Bình thường. Chuyên nghiệp. Nhưng mà do là cái tính của mình là rất là tình cảm. Bởi vì nhiều anh chị livestream chung với em hay chửi là trời ơi sao mày ngu quá vậy? Mày lấy livestream mà tới bây giờ mày chưa có tiền, mày chưa có giàu nữa. Tại vì lo là mình cứ tình cảm như vậy là nó bị thiệt thòi. Mà like nhiều không? Ngày nào cũng có show like hay là có bữa có bữa không? Dạ tùy, tại vì người ta book mình theo tuần hoặc là theo tháng. À. Với lại em cũng tập trung đi học, với lại mình cũng phải tiếp thu thêm kiến thức nữa. Đang học cái gì? Dạ em học, hiện tại là em đang học về trung cấp để lấy. Có nghĩa là giờ đi học là chính. Lấy thêm kinh nghiệm đó chị. À, dạ. Rồi quê đâu quên rồi? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đang sống với ai? Em thì hiện tại là đang tự lập chị. Còn ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì hiện tại thì ba em cũng mới mất chị. Dạ mới mất. Dạ. Dạ. Mẹ. Mẹ em thì hiện tại thì không có ở chung với em. À, nhà đông anh chị em không? À, nhà em thì hiện tại có một mình em thôi chị. Ủa? Em muốn tự lập rồi. Kể nó hơi dài một xíu là cái cuộc đời của em nó hơi khó khăn một xíu. Nhưng mà nói chung là em có một cái câu mà em thấy rất là hay là không ai đẻ ra mà ở vạch đích hết. Là phải từ con số 0 mà chạy lên vạch đích. Và em là cái người là từ con số 0 chạy lên vạch đích. Và em kiểu như là thứ nhất là mình lên chương trình này thực sự là mình rất là muốn tìm được một cái người yêu cho mình. Và cái thứ hai là em rất là muốn truyền cái năng lượng là những cái bạn trẻ cỡ tuổi như em thì mọi người phải cố lên, đừng có bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra, mọi người phải cố lên. Dạ. Rồi quý cô ghế đỏ hãy giới thiệu về mình đi nè. Hello everyone. Wow. Hello Mr. Hữu Minh Đạt and Miss Cát Tường and all of the players there. My name is Phương. I am 20. Currently I am final year student at Phương Hiến University and furthermore I am a teaching student at US. Thank you so much. Yeah. Quý cô để giới thiệu về mình. Năm cuối biết... mà năm cuối trường gì? Dạ, Văn Hiến hả chị? À, học trường Văn Hiến năm cuối hả? Dạ. Đi học thôi, em có đi làm thêm gì không? Dạ, ngoài học thì em có làm trợ giảng tại trung tâm ngoại ngữ. À, và hiện giờ thì Bảo Phương ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống ở huyện Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Quê em ở đây luôn ạ. Gia đình em có bao nhiêu người, ở với ai hiện giờ? Em có sự giống nhau của bạn Nam. Duy Khánh. Duy Khánh. Anh Duy Khánh. Ba em cũng mất từ năm 2018. Và hiện tại em chỉ sống chung với mẹ, hai mẹ con sống với nhau ở ngôi nhà ở huyện Hóc Môn. Nhà có bao nhiêu chị em? Dạ có mình em giống như bạn Nam luôn. À vậy hả, hai mẹ con. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cảm thấy bản thân mình là ngoan, hiền, biết lễ phép với người lớn, thân thiện, vui vẻ, có sức sống, có trách nhiệm trong công việc. Còn về khuyết điểm, em nghĩ là em khá là rụt rè, đôi khi thì suy nghĩ rất là tiêu cực, đa sầu, đa cảm. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Có coi livestream không? Dạ có, livestream quần áo rồi. Quần áo rồi. Khánh ơi, em có livestream quần áo rồi không Khánh? Dạ có livestream thời trang nhưng mà chưa livestream thời trang phụ nữ hả? À. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ ngoài ra thì em xem phim và em có nhà em có nuôi một con chó thì thường em buồn hay gì đó em còn thường em chơi đùa với nó. À, đặt tên nó là gì? Dạ Coca. Coca. À bây giờ thì đến chàng trai ghế xanh nha. Dạ. Em tên là gì? Chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn nữ ở bên kia cũng như là tất cả quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Trân. Em 26. Là bằng tuổi của bạn Khánh này luôn. Dạ, hai đứa bằng nhau. Dạ. Hai cũng lanh dữ lắm mà hôm nay chương trình toàn lanh không à. Thiệt á. Dạ. Thì công việc hiện tại của em đó là một MC. Đó hèn chi. Em thì quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì như mọi người thấy là đối với một công việc là một MC thì sẽ là rất là hoạt bát nè, vui vẻ, rất là dễ giao tiếp với mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó có một cái điểm yếu đó là đôi lúc là cũng là gọi là muốn đi đến chỗ đông người nhưng mà sợ người lạ.
Dạ là sao? Dạ giống như em đi show đúng không? Thì em sẽ gặp được mọi người được bình thường. Mà đôi lúc buồn buồn cái sợ xung quanh lắm chị. Không dám đi, chạy em vòng ngoài đường chứ không dám ghé vô quán cà phê. Sợ người ta nhìn mặt mình giống chị trơn. Ủa tự nhiên cái mặt tôi đẹp mà tôi nổi tiếng, tôi thích chường ra cho người ta nhìn. Dạ. Tự nhiên sao là không thích gặp người lạ là sao? Dạ đó là một cái nhược điểm của em. À cái đó là nhược điểm nè. Dạ đúng rồi chị. Mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Dạ đúng rồi. Rồi em đang sống với ai? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình tại thành phố Hồ Chí Minh này. À còn ba mẹ đều là còn dưới Sóc Trăng hết. Dạ đúng rồi, ba mẹ ở dưới Sóc Trăng hết. À cũng là thuê nhà ở y như bạn Khánh bên này luôn. Dạ đúng rồi chị. Chà, hai đứa này cũng tương đồng ha, bằng tuổi ha. Lanh quá, đứa nào cũng làm nghề nói hết trơn á. Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi của em thì em sẽ tức là em sẽ xem lại các sản phẩm mình đã làm để xem để rút kinh nghiệm đó. Hai bạn này bắt đầu giống nhau, giống nhau trơn á. Dạ. Hai bạn này bắt đầu tương đồng rồi đó. Mệt rồi đó. Chắc lát nắm tay nhau vậy. Thì cũng mệt mỏi quá. Tay nhau vậy. Gì nhìn dữ vậy, muốn nắm tay hai đứa này không? Có, em quan sát thôi. Chị thấy là giống lắm rồi đó. À, họ lanh quá. Lanh quá, các bạn nữ ráng lên nha. Bạn này tôi nghĩ chắc còn lanh hơn nữa nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và hai anh ở bên kia cũng như là khán giả. Em tên là Hồng Thắm, em 22 tuổi, quê em ở Long An và hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại em là gì? Công việc hiện tại của em là lễ tân khách sạn. Em lên đây được 4 năm. Mà dưới quê em giờ còn ai? Ở quê em thì có ba, có mẹ, họ hàng em nhiều lắm. Nhà mấy chị em? Dạ có mình em. Trời toàn con một không chứ. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là dễ nói chuyện, hòa đồng, vui vẻ. Với lại năng lượng thì tích cực. Còn điểm yếu thì là em cọc tính, em nóng tính. Với lại lâu lâu em hơi bị đơ. Giống như là trong một cái buổi nói chuyện á, em đang vui vẻ tự nhiên là em lặng người luôn. Là sao bị cái gì là, mà bị vậy? Là lúc đó em bị trầm. Em yêu mà lặng người là sao? Không biết nữa, đang nói chuyện tự nhiên bị im luôn, dạ. Bị đơ luôn. Tự dưng em không biết nói gì nữa hết, xong em im luôn. Trời căng ha, tự nhiên có giờ đang ngồi đây, xong cái em tàn hình khoảng 2 tiếng đồng hồ là anh chị đổ hồi hộp luôn á. Là em không nói gì luôn, đang giới thiệu vậy em tàn hình là mệt lắm đó nha, đừng tàn hình nha cô gái. Dạ, em sẽ cố gắng. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Thời gian rảnh thì em hát karaoke. Bây giờ mình hát tặng chương trình một đoạn. Ở đây nhiều ca sĩ lắm đó nha. Đúng rồi, đây toàn là trời ơi, live stream nè, MC ca sĩ nè, dạy tiếng Anh nè, hoạt bát nè, bên kia hát gì hát vui nữa. Chút nữa mình cho ca sĩ hát vui, hát thử coi vui không. Bây giờ ca sĩ nè, vui không? Hát tâm sự nè. Rồi, mời vỗ tay đi các bạn. Mời Thắm nha. Giờ hát thể loại gì đây? Gì đặc biệt chút coi nè. Em sẽ gửi tặng cho chương trình mình một câu cổ. Ok, vỗ tay. Trả cho anh những chồng thơ cũ là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên xin trả lại cho người. Dẫu biết rằng ai đau xót ngậm ngùi lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà vẫn vương người tình cũ. Đã chia đôi mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Dạ em xin trời hát. Ơi trời ơi nè, chàng trai rất Sóc Trăng, cảm nhận giọng hát của Thắm như thế nào? Đầu tiên là phải dành lời khen cho Thắm, tại vì hát rất là ngọt, và đặc biệt là em rất là mê cải lương. Khi nghe Thắm nghe giống như là trót mật vào tim với chị, trót mật vào tim với chị. Wow. Vậy còn chàng trai hay hát vui, bạn có bao giờ hát cải lương không, hát giọng cổ được không? Em có hát mà không ai nghe. Em làm thử một đoạn giọng cổ vui cho chị nghe coi nào. Em biết hát giọng cổ vui, không hát bài gì. Tại sao em hát vui đi. Vui đi, vui. Hát vui nha. Nhưng mà bây giờ em không biết, em có cái bài mà em đi livestream mà nhiều anh chị kêu em hát. Cho nên là em xin phép. Vui phải không? Không biết vui không, nhưng mà em hát thử có vui không. Rồi, biết rồi. Hô lê, xin chào tất cả mọi người và Hoàng Nhật Khánh đây. Bây giờ Hoàng Nhật Khánh sẽ tặng tất cả mọi người một ca khúc, đó là Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, ai dừng chân bên chúng em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên, nhưng em không bán tình duyên. Xong xúc động quá.
À, đáng lẽ bây giờ là đang tới lúc chia sẻ về tình trường nè, nhưng mà chị nghĩ đối với em thì chị sẽ hỏi về ba mẹ em trước. Dạ, thực sự thì thưa với chị và anh tất cả mọi người là em hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà em chia sẻ cái cuộc đời của mình cho mọi người biết hết, tại vì mình thấy là rất là buồn, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ một xíu là để cho mình nhẹ lòng, chưa có ai mà nghe mình tâm sự. Sau khi câu chuyện chia sẻ sẽ làm cái động lực, giống như là mọi người ơi hãy cố gắng lên, vì đích gì đó. À, mình là những cái bạn trẻ ở thế hệ mới, mình tích cực và năng động, chia sẻ chuyện buồn qua một cái phong thái rất là tích cực. Dạ. Cái hoàn cảnh của em nó rất là khó khăn từ ngay nhỏ rồi. Chia sẻ với tất cả mọi người là em hồi nãy giờ em giấu về mẹ của em, nhưng mà thật sự là mẹ của em là do là hồi xưa là bị ba nhậu về đánh đó. Dạ, cho nên là có một xíu là bị bệnh tâm thần đó. Bị vậy mới bị tâm thần. Dạ đúng rồi, cho nên là bị tâm thần một xíu. Rồi còn ba của em á, do nhậu nhiều quá rồi cái cũng bệnh, mà chỉ biết là ba mẹ chưa có bao giờ lo cho em, là em tự lập từ nhỏ. Tới chừng ba nhậu nhiều rồi ba đi làm á, ba nhậu nhiều rồi cái là tới cái ngày đó là ba mất, ba kiểu như là bệnh quá nặng á chị, rồi không có kêu ai được hết, chỉ còn kêu một mình em thôi. Và lúc đó là em rất là khó khăn và em chưa có lo được cho bản thân mình. Ba điện cho em là lúc em tới em rất là khó chịu, tại vì không có lo cho mình mà tới chừng bệnh rồi kiếm mình. À, nhưng mà cái lời cuối cùng mà ba nói với em trước khi ba mất đó là ba rất xin lỗi con, ba bất ngờ con rất là nhiều. Ba em gọi em đến á, bao nhiêu lâu sau thì ba mất? Đúng là em với ba là có hẹn nhau là 30 là sẽ đi cúng ông bà nội. Dạ. Rồi sau đó là mình sẽ đi lên bệnh viện thăm mẹ. Nhưng mà chiều 30 là ba nhắn tin, ba điện lại là ba nói không nổi, là ba nói ba đang ở bệnh viện, bệnh rất là nặng, là em được tự chạy vào. Tới khoảng chừng mùng 3 là ba mất luôn, ngay tới luôn. Có mấy ngày thôi. Dạ đúng. Rất là nhanh, những ung thư luôn, cứu thì mất rất là nhanh. Quay về chuyện của mẹ thì nặng lắm, nó phải đi bệnh viện luôn hả em? Mẹ của em là đi làm về đã áp lực, rồi ngày nào cũng nghe ba nhậu, rồi ba đánh đập, mà chị không biết là không phải là đánh đập bình thường, chỉ biết là chọi đá. Tại vì em chỉ nhớ là có một cái năm là mẹ em từ ở trong nhà trọ chạy ra là bị ba ruột đó, là ba kêu đi mua rượu, là em mới chạy ra em bên mẹ là em đỡ, là bị một cục gạch trúng cái tay, bây giờ còn sẹo, với lại em bị thêm cục gạch ở trên cái trán này. Dạ, tới bây giờ em cũng còn nhớ. Năm đó là em khoảng bao nhiêu tuổi? Em nghĩ là mình còn nhỏ nhưng mà em không có nhớ được. Dạ, không có nhớ là cũng lâu. Nhưng mà mẹ như là mẹ đi vào trong dạ, bệnh viện là bao nhiêu năm? Dạ, cũng được 2-3 năm rồi chị. À, mới 2-3 năm. Có nghĩa là trước đó thì... Trước đó thì đi lang thang chị. Trước đó thì em còn rất là nhỏ, em còn phải lo cho bản thân của mình nữa. Ba mẹ đâu có ở chung. Đúng rồi. Giai đoạn sau là ba vẫn mặc ba cứ nhậu. Đúng rồi. Mẹ đi lang thang, mẹ cứ đi. Dạ đúng rồi. Còn em là sống một mình. Ừ. Ai là người đưa mẹ vào bệnh viện? Dạ, mấy cậu. Về bản thân em một xíu thì trong những cái giai đoạn còn nhỏ mà em phải sống một mình thì em làm những cái việc công việc gì để mưu sinh? Cái công việc đầu tiên mà trên từ nhỏ em lớn lên là bán bánh xèo. Tiện qua một số những công việc em đã làm chị nghe cả nè. Dạ, ví dụ như là bán bánh xèo. Từ từ em lên một xíu là em bán vé số để em đi tìm học. Ủa, lên bán vé số bán là vé lên số, đó hả? Là lên từ từ đi chị. À, là lên từ từ. Tự do. Bán vé số là tự do. Tại vì không có công việc nên lúc mình còn rất là nhỏ, mình chỉ còn có bán vé giò bán vé số là mình thay đổi cái cuộc sống lúc đó. Bán vé số xong rồi mình đi làm tay chân như là phụ giác hay là phụ kho, bất kỳ công việc gì có thể tạo ra tiền lúc đó là em được làm. Và ngay thời điểm bây giờ em cảm thấy là mình nhờ những cái công việc nhỏ nhặt đó mà bây giờ mình có rất là nhiều kinh nghiệm. Đó là từ từ em bước lên là em tự tìm cái công việc học của mình luôn, tự tìm kiến thức của mình, rồi sau đó em tiếp tục đi làm này làm kia, và cuối cùng tự nhiên mình đi làm khoảng thời gian cái mình cảm thấy là mình có cái đam mê mà mình thử sức. Mà không ngờ là khi mà thử sức qua bên livestream thì rất nhiều anh chị thương Hoàng Nhị Khánh, cho nên là em cũng bất ngờ cái điều đó. Bây giờ là mục tiêu của em là học, ước mơ của em là hoàn thành cái khóa học của mình. Dạ đúng rồi. Phát triển cái sự nghiệp của mình. Đúng rồi. Rồi, nói một xíu về tình trường luôn, chia sẻ chị nghe coi mình có mấy mối tình rồi. Thưa thật với chị là mối tình chính thức của em là một mối tình đầu tiên là chia tay sau dịch này. Gia đình của bạn nữ biết cái hoàn cảnh của em rất là khó khăn, người ta hay gọi là người ta nói nặng đó chị. Người ta cứ nhắn tin hay là người ta nói với bạn nữ là thằng này nó ở thành phố mà không có nhà, không có công ăn việc làm, nó thôi mày đừng có lấy nó, hay là mày đừng có quen nó, cứ áp đảo gì đó. Nhưng mà nói chung là tụi em vẫn cố, tại vì bạn nữ biết em là cái tính rất là cố gắng. Dạ, cho nên là bạn nữ với em là quyết định quen kiểu như là mình không nghe gia đình. Dạ, quen được bao lâu? Quen cũng được 2 năm mấy chị. Dạ, khi mà quen á thì có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Đó là tại vì thời gian em đi làm
em đi live stream mình không có thời gian nào mà mình ngồi mà mình nhắn tin từng cái á, tại vì tất cả các thời gian đó em đều dành cho bạn nữ buổi tối hết rồi. Tại là mình đi live stream về hay là mình đi làm về là mình đều chở bạn nữ đi ăn, đảm ý là mình đã dành thời gian như vậy rồi thì không thể nào mình dành thời gian để nhắn tin. Với lại em không có, em phải đi làm mà, em học kịch bản rồi mình học cái này đâu có thời gian để mà mình phải nhắn tin đó chị. Là bạn nữ không có muốn, bạn nữ muốn mình là phải ngày nào không có nhắn tin, nhắn nhiều rồi nhiều vấn đề khác xảy ra thì rồi xong đó là em với bạn nữ có cãi nhau về cái vấn đề đó và giận một khoảng chừng một tuần. Thì một tuần đó thì bạn nữ qua nhà em để soạn đồ đi về, thì vô tình là em biết được cái điện thoại của bạn nữ là có hai bạn nhắn tin cho bạn nữ, có hai bạn nhắn tin cho bạn nữ. Cái tin nhắn đó nhắn là hai người đều nhắn là em có những cái buồn hay tâm sự gì em cứ tâm sự cho anh. Có nghĩa là cổ có than thở buồn bã với những người đàn ông khác. Chính xác. Cái tin nhắn thứ hai là em cứ sắp xếp dành thời gian qua nhà anh. Thì cái câu này như thế nào em cũng rất là thắc mắc. Em cũng không có nghi ngờ, em chỉ là hỏi thẳng mặt là như thế nào như thế kia. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không giải thích. Chia tay được bao lâu rồi? Chia tay từ hết cách ly là tới giờ luôn, là cũng một năm rồi. Bây giờ là muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Em thì muốn kiếm một người bạn gái trầm xuống một xíu để chia sẻ. Em thấy là hiện tại là như vậy thôi. Rồi, ok. Quý cô ở ghế đó. Dạ, thì về tình trường của em thì hiện tại em chưa có mối tình chính thức. Tình đơn phương thì sao? Dạ, tình đơn phương thì nhiều lắm. Nhưng mà là người ta ngắm phía sau lưng người ta, không dám tỏ tình. Em hả? Dạ. Như mối tình mà đơn phương đầu tiên thì lúc đó em học lớp 8. Em có đơn phương bạn lớp trưởng. Bạn rất là thân thiện, với lại bạn tâm lý hiểu tâm lý con gái á. Ví dụ như trong một cái buổi học á, em đang loay hoay học, em không hiểu bài này, em không cần nói gì hết, mà bạn cũng biết là chỉ cho em cái này làm sao. Lớp trưởng mà, đúng không? Lên cấp 3 thì lớp 10 thì em học với qua với ngoại em. Là em cũng đơn phương giống vậy, là lớp trưởng nữa. Dạ, không phải lớp trưởng, hot boy của lớp. Hot boy của lớp luôn. Dạ, biết hot boy của lớp có người yêu không? Gần hết năm học là em mới biết là bạn đã có người yêu rồi, ở lớp khác. Cứ đơn phương vậy hoài. Dạ. Không gì ngày mà người ta có thì... biết là em thích người ta không? Dạ không, không chỉ ngắm gì không. Cứ đơn. Ủa mà sao em cũng dễ thương này kia mà em ngắm người ta sao mà người ta không thấy, không để ý luôn hả? Với lại một phần hai bạn đều có bồ hết trơn. Hai bạn đều có bồ hết trơn. Hết trơn, hết trội luôn. Mà sao em không mạnh mẽ, mạnh dạn lên em nói anh ơi em thích anh hay gì đó một cái để coi biết phản ứng người ta sao. Và bây giờ mẫu người lý tưởng em là gì? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là mà về ngoại hình thì cao một trên 1m7, giống ca sĩ Châu Khải Phong. Trời ơi, phải giống Châu Khải Phong. Về tính cách thì vui vẻ, hoạt bát. Em thì hơi trầm, thì em cần một bạn năng lượng hơn xíu. Hai bạn trai bữa nay bạn nào cũng năng lượng. Nãy giờ em nghe kể chuyện là em biết năng lượng rồi ha. Thích thể thao, có chiếc cầu tiến, không gia trưởng, yêu gia đình. Chà, không có bạn trai bởi vậy đặt ra clip quá trời ha. Hy vọng bữa nay có cái gì đó nó xẹt qua đời em nha. Rồi, giờ quay lại với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh nè. Dạ thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên đó là cái thời phổ thông đó chị. Mà có một cái lý do rất là đặc biệt quen nhau. Đó là hồi xưa là đi thi không có nhớ bài, thì bắt đầu cầu cứu cái bạn kế bên. Bằng hết cái mùa lớp 10 cái sang 11 quen nhau. Dạ. Nhưng mà sau đó thì hai đứa không có phát triển được nữa. Là do mỗi bạn sẽ có một định hướng. Thì em lựa chọn là Sài Gòn để mà em sẽ phát triển cho bản thân nhiều hơn. Còn bạn thì sẽ chọn ở Sóc Trăng để tiếp tục công việc đó. Dạ. Và bạn đó có chồng chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi chị. Thấy chưa, ở dưới quê là có chồng sớm lắm. Dạ, bật mí với chị Tường là em là còn là MC dẫn cưới cho các bạn đó nữa đó. Vậy luôn hả? Dạ. Ôi trời. Còn có lấy cách thôi không? Dạ không. Trời ơi, vậy giống như là có đi quà cưới rồi đúng không? Dạ. Lúc đó cảm xúc như thế nào khi mà làm MC cho bạn gái cũ đầu đời của mình, cảm xúc sao? Thật sự thì mọi người sẽ kiểu là cũng sẽ chọc là hỏi không biết cảm xúc nào, nhưng mà đối với em thì lúc đó là đã là bạn của nhau hết rồi và cũng đã lớn hết rồi, nên là em sẽ cảm giác rất là thoải mái thôi và về đúng cái công việc của mình làm. Đâu, em thử lại nói lời câu trai lớn lên lấy chồng, gái lên lấy vợ. Em đứng ngày hôm đó em giận sao? Ngày hôm đó em không có giận gì vậy anh, em giận thay khác một xíu. Giận sao? Cái anh muốn nghe những cái khoảng khắc đó. Dạ không dám nhắc chuyện cũ đâu. Dạ, tại mà chú rể có biết em là bồ cũ không? Dạ biết chị. Dạ, em cũng giữ một khoảng cách tối đa để mà coi như là sẽ không có để chuyện gì xảy ra đi xa hơn câu chuyện đó. Tại vì bạn cũng đang ở trong cái gọi là cái bước hạnh phúc của bạn. Còn ở mối tình thứ hai của em thì đó là thời điểm năm 2017-2018, thì em có quen một bạn nữ. Nói chung là cũng rất là tình cờ, là qua cái tiệc đó chị. Và sau đó thì sẽ là ngồi sẽ hay cáp đôi với nhau á,
Dạ, và sau đó thì về cũng là lân la nói chuyện, sau đó quen được bạn. Nhưng mà cũng có một cái sự cố xảy ra sau đó. Thì có một khoảng thời gian công tác trong lực lượng vũ trang. Chính vì thế là một phần là sẽ vướng về lý lịch nhân thân. Thì giữa công việc và tình yêu thời điểm đó thì một phần cũng chọn công việc. Dạ, em cũng chọn công việc. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thật ra đối với em thì cái hình mẫu lớn nhất là không có cái hình mẫu nào. Tại vì nếu mình cứ đặt cái hình mẫu đó và mình đi theo cái hình mẫu đó thì chẳng có ai mà sẽ phù hợp với cái hình mẫu đó cả. Mà mỗi người thì sẽ là một cái cá tính riêng đó. Và kỹ cơ nào hợp gặp được, thấy phù hợp với mình thì quen. Hợp thì quen, nhưng mà em ghét nhất ở người con gái là cái điều gì? Không biết hai bạn nữ bên kia có hay không, nhưng mà đối với Nhân thì Nhân sợ nhất đó chính là mẹ nheo nhõng nhẽo. Kỳ vậy, bạn gái nào mà không nhõng nhẽo? Vẫn cho cái điều đó, nhưng mà kiểu là em đang đã kiểu mà đang bận rộn đi làm hay gì đó mà mẹ nheo nhõng nhẽo. Anh ơi muốn này chị em bên kia. Dạ thôi ạ. Anh ơi muốn này chị em bên kia. Dạ thôi ạ. Dạ thôi ạ. Là em sẽ không chịu được cái cảm xúc đó. Cái gì đáng cái gì. Dạ đúng rồi. Em hình như thích là cái làm người nụng, đó thôi. Bánh bèo đó hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh chàng MC đã tâm sự. Sao? Tới em đi. Em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Mối tình đầu tiên là năm em học năm 2 cao đẳng. Thì em có quen một bạn đó là chung câu lạc bộ văn nghệ với em. Bao nhiêu lâu? Hai tháng. Hai tháng. Lý do vì sao hai tháng chấm dứt? Thiệt ra là bạn là hot boy của trường nên là nhiều bạn gái thích lắm. À quá trời. Nên là bạn cũng bị đào hoa. Cái lúc đó thì em cũng hơi ghen xíu. Nhưng mà bạn ấy có trăng hoa không à? Trăng hoa thì bạn đó không có trăng hoa, nhưng mà cũng hơi đẩy đẩy đưa đưa. Thả thính tùm lum á hả? Không có thả, mà người ta thả thì bạn cũng cười cười, bạn cũng thích thích. Cho tới khi là bạn có nói với gia đình đó là bạn có quen em, bạn có đang tìm hiểu em. Thì gia đình của bạn thì không có muốn bạn quen xa, cho nên là nói thôi con ơi đừng có quen xa, khổ lắm. Rồi bạn ấy ở đâu à? Dạ bạn nó ở Bình Thuận. Ai là người nói chia tay? Xong bạn có mở lời thì em có hiểu ý, nên là hai đứa chia tay. Vì mẹ anh bắt chia tay? Dạ vì mẹ anh bắt chia tay. Rồi rồi mối tình thứ hai nè. Dạ mối tình thứ hai là năm em học năm cuối cao đẳng. Lúc đó là Tết, em nhớ là ngày 14 tháng 2 luôn, đúng ngày 14 tháng 2 luôn. Thì em đâu có bồ đâu, nên là em đi chơi với lại mấy đứa bạn em ở quê. Em có tới cái quán cà phê đó thì em gặp bạn, bạn đó là Nhật Công. Thì nhắn tin được độ 2-3 tuần. Rồi dính thính. Dạ dính thính, bạn thả thính quá em phải dính thôi. Dính thính được bao nhiêu lâu à? Em dính thính được 2 tháng. 2 tháng nữa, wow. Em tính theo tầm đó thôi. Không, dạ không, chắc tầm hơn 2 tháng, 3 tháng á chứ. Lý do gì sao mà nhả thính nhau à? Cho tới khi mà em quay lại thành phố Hồ Chí Minh để em học á. Em là học ngành du lịch nên là em phải đi thực tập. Em ít nhắn tin, em ít gọi điện cho bạn. Bạn giận. Em nhớ lần đó là em đi tour 10 ngày. Thật ra là em lúc đó em cũng quên mất tiêu là em có bồ. Trời ơi. Nên là em thấy cô này có những phản lặng thật sự đó. Em thấy là em cũng có lỗi với bạn lắm. Em chợt nhớ lại là có bồ. Dạ, và bồ đang giận chưa? Em chợt nhớ lại cho nên là cái ngày cuối cùng á, trên đường em về em nhớ ra là mình còn bồ. Ôi trời ơi. Mình còn bồ ở nhà nên là em có nhắn tin em xin lỗi bạn, thôi bạn cũng bỏ qua. Cho tới khi mà em về á là em sẽ làm báo cáo rồi em đi thực tập ở doanh nghiệp. Song song đó thì em cũng đi làm thêm á, nên là em không có nhiều thời gian để mà em nhắn tin gọi điện cho bạn. Bạn thì ở quê còn em thì ở trên này. Lâu em ít về á. Ủa bạn ấy cũng phải đi lưu diễn? Dạ có, bạn cũng đi lưu diễn. Bạn cũng đi lưu diễn thì thời gian của em rảnh là vào buổi tối. Bạn thường là bạn diễn vào buổi tối. Nên rồi. Là tụi em không có không có thời gian gặp nhau đúng không? Đúng rồi. Rồi cuối cùng ai nói lời chia tay? Bạn nói chia tay em. Bạn nói chia tay em thì em cũng đồng ý. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Hơn một năm rồi anh. Hơn một năm rồi rưỡi, gần một năm rưỡi. Rồi, bây giờ hãy tiếp nhận cái mới đi nè. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Em cũng không có hình mẫu nào hết, nhưng mà em thích là bạn nam phải cao hơn em. Nghĩa bóng hay nghĩa đen? Cao nữa luôn quá. Cao hơn em, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cao hơn lẫn nghĩa đen, em nghĩa cao bóng mấy? Dạ em cao một mét, tầm 1m64, 65. Trời ơi cao dữ vậy, chết rồi. Em cao nhiêu? Em cao mét 7 để đôi. Em mới độn lên được mét 8. Rồi người thân đi ha. Rồi hôm nay bên đây có cô người lớn thân nè. Tủ quá rồi. Anh sẽ ưu tiên người lớn trước nè.
Cát Tường. Dạ, cô là người nhà của bạn nào ạ? Bạn ghế màu đỏ. À, bạn nữ ghế đỏ. Cô là gì của bạn ấy à? Là mẹ của Bảo Phương. Dạ, wow, hôm nay dắt mẹ tới luôn ha. Bữa nay phải dũng cảm lên nha cô gái, đừng có đơn phương nữa nha. Dạ, Phương là hiện tại là chưa có một cái mối tình nào. Thì hôm nay là cô tham gia chương trình thì hôm nay là có hai chàng trai. Thì không biết theo như cái cảm nhận của một cái người có nhiều cái kinh nghiệm, thì cô nhìn nhận hai bạn này, bạn nào có cái tiềm năng nó phù hợp với con gái mình hơn? Hai bạn trai bạn nào cũng lanh, cũng đó, cũng nó khó, cũng được hết này, khó chọn á. À, khó chọn. Nhưng mà thì cô cũng thấy là con gái cô thì nó yếu đuối lắm. Có thể là một thích hợp với một bạn nam nó mạnh mẽ chút. Thấy cái bạn ghế đỏ thì có thể là có nó cũng cùng chung hoàn cảnh á. À dạ. Nhưng mà đó là mình làm mẹ mình thấy, mình người ngoài cô ha, mình ngoài mình nhìn vô, nó là cái suy nghĩ, cái cảm nhận của cô thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi còn em gái kế bên. Dạ em chào chị Tường với lại anh Đạt với lại hai anh. Em là bạn chung nhà với Thắm. Rồi hôm nay thì em thì nhận xét như thế nào về hai anh chàng này? Hai bạn về ngoài rất là ok, rất là vui tính, nhưng mà em nghĩ là bạn màu xanh sẽ thích hợp với Thắm hơn một xíu, tại vì bạn hoạt ngôn nhưng mà bạn cũng có một cái trầm lắng nhất định á, thì em nghĩ là cái năng lượng của Thắm nó sẽ nhiều hơn á, nên là bạn sẽ thích hợp nên nó cân bằng lại. Rồi cái vụ chiều cao đó rồi bạn em thấy thì sao? Em nói Thắm là đàn ông thì cao từ đây trở lên thôi. Không nhất thiết phải cao cái chân đâu. Rồi cảm ơn em gái, cũng đó là một cái ý kiến để cho bạn mình có thể tham khảo thêm nha. Rồi quay tới bên kia Đạt ơi. Đây, hai cô gái. Xin chào tất cả mọi người. Dạ em là Trần Thủy Vi, em là bạn của Hoàng Duy Khánh á. À, hôm nay là em thấy là hai bạn nữ rất là xinh ạ. Nhưng mà với một người năng động như là Khánh á, thì em nghĩ là bạn nữ áo đỏ sẽ thích hợp, và nữ ghế đỏ là sẽ trầm tính hơn. Trầm tính hơn đúng không? Dạ, cho nên là em nghĩ là hợp với bạn Khánh. Rồi cảm ơn em. Còn cô gái xinh đẹp này. Em gửi lời chào đến anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cũng như là hai bạn nữ xinh đẹp ở đây. Thì em là một người em gái cũng như là một người trợ lý đồng nghiệp của anh Hoàng Nhân. Dạ, về nói về để anh Hoàng Nhân phù hợp với ai á, thì em nghĩ là đã có một sự trùng hợp giữa anh Nhân cũng như là bạn nữ áo xanh ở đây. Khi mà bạn nữ cất câu ca cổ lên á, là em hồi đây em rất là mong đợi. Anh Nhân ơi, anh hát câu ca cổ đáp lại bạn nữ bên này đi, tại vì anh cũng là người Sóc Trăng ấy. Dạ. Ok em sẽ gửi, nhưng mà cũng em thì không phải hay dân hát nha chị. Ok trời. Em ơi, anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử. Mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quá đau. Wow. Ê, sao bên đây hát mà nhìn thấy em nhìn đắm đuối quá vậy Duy Khánh? Em thấy ta hát cái lương hay của mình chứ. Coi chừng hồi mà hai bạn nắm tay đi về thích đâu nghe. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng, đó chính là Mở cửa trái tim. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Dạ. Ủa vậy thôi hả? Cảm xúc gì kỳ vậy? Rung quá, phải sao? Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Nhận xét về hai bạn gái chẳng hạn. Dạ. Đầu chưa gọi hay sao mà ngứa? Không biết nói gì. Tại vì chẳng cái này mình còn tự tin như thế nào. Dạ, nói chung là nhìn dạ rất là đẹp. Dạ rồi, xin chào Phương cũng như là xin chào Thắm. Thấy chưa, thấy người ta MC chưa? À. Nhớ tên luôn á. Dạ, thì đầu tiên là nói chung là ấn tượng đầu tiên đó là hai bạn rất là xinh, và mỗi bạn sẽ là có một cái tính cách riêng, mặc dù là hai bạn đều là bằng tuổi với nhau. Qua cái tính chất công việc của hai bạn cũng sẽ nói lên điều đó đúng không? Thắm thì đang làm lễ tân của khách sạn nên sẽ ngoại hình khá là chỉnh chu, và đặc biệt hôm nay sẽ có một cái sự trùng hợp, đó là chúng ta cùng đều mặc màu đen đúng không? Dạ, đó ủa, là cảm vậy tôi với Tường sao? Ê, trời ơi, sao em mặc không? Ủa cái gì? Ủa? Rồi, cảm nhận của hai bạn nữ như thế nào đây nè? Bây giờ nè. Rồi. Em chào hai anh ạ. Đầu tiên thì anh Khánh, em nhận xét thì anh khá là vui vẻ, hoạt ngôn, trái với tính cách em là em hơi trầm tính.
anh lớn hơn em mà đừng có dạ nữa. Tôi quen miệng, xin lỗi chị, xin lỗi chị. Gì vậy? Em quên, giờ em xin lỗi. Không, cứ thoải mái thôi, chứ vợ anh nhỏ hơn anh mà anh vẫn kêu dạ đó. Và em nhận xét chung với anh thì em cảm thấy thì hai anh trẻ hơn so với tuổi. Về anh nhân, về cái nghề của anh MC thì em khá ấn tượng vì em thích những bạn mà có cái nghề về MC á. Rồi mốt em làm đám cưới có mời anh làm MC không? Dạ nếu có cơ hội. Trời có cơ hội luôn kìa. Dùng con này sát em... một tim. Đây nào. Dạ, trước tiên là em chào hai anh. Dạ em cũng có suy nghĩ giống như bạn là mới dở cái cửa ra thì em thấy hai anh rất là trẻ hơn so với tuổi. Đầu tiên là em ấn tượng anh Khánh là tại vì cái câu chuyện mà anh chia sẻ làm cho em rất là cảm động. Và cũng như là em cũng có một xíu đồng cảm với lại anh. Còn về anh Nhân, khi mà anh hát câu vọng cổ lên là em thấy sao mà khớp vậy. Sao mà nó đồng điệu với em quá. Dạ. Thấy chưa, nghe hai cô gái người ta phát biểu chưa? Mình coi lại nha. Bây giờ thì mình coi tặng quà, tặng quà đi. Thì em xin phép tặng quà luôn. Dạ. Em mày đang diễn hài hay gì vậy? Tặng cho bạn. Có lấy cái bọc đựng để đựng luôn. Dạ. Trời, lấy cái bọc đựng luôn. Dạ, em tặng cho bạn một cái này. Dạ. Trời, làm gì nó khúng núm dạ, vậy trời. Chết rồi một cái. Trời, anh có quà luôn hả? Quà gì vậy? Cái phát đều vậy hả? Chị Tường, em có tặng cho chị một cái. À, có lời nhắn nhủ gì với món quà này không? Cái này là gì đây? Bạn đang ngủ không chịu. Không phải cái gì mà kiểu như là che mắt để ngủ. Che mắt để ngủ á chị. À. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi ngày hôm nay em đến đây em tặng thì em nghĩ là đường đi đến trái tim phải qua cái dạ dày. Ừ. Dạ thì em sẽ có hai phần quà gửi hai bạn nữ. À đây, anh gửi. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. À. Dạ anh gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Đi tới trái tim rồi là phải là... qua rồi, bao tử. Rồi cho quà cho tôi coi luôn coi. Trái tim là tặng quà gì vậy? Đặc sản Sóc Trăng. À. Dạ, bánh bía hả cưng? Dạ bánh bía, bánh bía. À, nói nào ngay là trong chương trình này nãy giờ chị dành sân chơi cho Khánh nó hơi nhiều hơn em. Dạ. Nhiều khi nãy về em nói chị Tường chơi ép người. Bây giờ chị cho em chỗ tài nè. Thì bây giờ mình tạm thời mình ghép hai cái bạn đỏ này nè. Bây giờ em làm MC, mời em ra. Bữa nay là đám cưới của bạn Khánh và bạn Phương. Em ra em làm MC cho chị coi. 2 phút dành cho em, bắt đầu. Tàn, công trang với mẹ gì đó nha. Con xin phép cô nha. À, mình ra chờ cho bạn ấy chỗ tài. Kính thưa quý bà khách, tình yêu là đề tài buôn thở đã được các nhạc sĩ, các nhà thơ viết thành những án thơ tình bất hủ. Chính vì thế ngày hôm nay tại sân khấu này chúng tôi sẽ có sự nên duyên của hai bạn, đó chính là Duy Khánh và Bảo Phương. Và bây giờ xin mời quý bà khách sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất của ngày hôm nay, Duy Khánh và Bảo Phương. Kính thưa quý vị, thì trên sân khấu lúc này chính là cặp đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay sẽ gửi đến toàn thể quý vị một lời chào trân trọng. Cúi đầu chào đi em. Cúi đầu chào. Trời ơi, chào bằng lại gia tiên vậy. Rồi tiếp tục. Và kính thưa quý vị, thì để trải qua một cái hành trình gian nan vất vả để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập và cũng có những cái sự gắn kết trong ngày hôm nay, thì ngày hôm nay đã có sự hạnh phúc và chúc phúc của tất cả quý vị. Và một nữa thì Hoàng Nhân cũng gửi một lời chúc đến cho cặp đôi có ngày hôm nay sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Wow. Cảm ơn MC luôn nhận các xe. Dạ nhận các xe. Rồi, Phương vô đây luôn. Trời ơi, của cái thằng này nó vẫn có chưa quà, có quà nè. Quà, chưa hết rồi, luôn kìa. Bé Phương có quà, bé Phương có quà. Phương có quà, rồi mời Phương bé có Phương. Dạ, à, đến đây thì em có hai cuốn sổ tặng anh. Dạ, cảm ơn. À, dạ, anh cảm ơn em. Dạ, em tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, tới phiên em. Tới đây thì em cũng có hai món quà tặng cho hai anh. Dạ. Bây giờ tôi hỏi hai chàng trai, hai cô gái nè, trước khi mà đi đến cái quyết định là bấm nút hẹn hò thì các bạn có nguyện vọng gì nữa không? Có ai muốn hỏi cái gì, thắc mắc cái gì với đối phương không? À, em muốn hỏi anh Khánh trước, anh có dự định khi nào mà mình có vợ hay sao mà? Có gia đình, có gia đình. À, à. Hiện tại thì anh cũng chưa có dám nghĩ tới, anh chỉ nghĩ là mình tìm một người bạn. Tới một thời điểm đó mà Khánh cảm thấy là Khánh đã có một cái chỗ vững chắc rồi, Khánh tiến tới hôn nhân. Khánh muốn xin phép hỏi một xíu là tại vì Khánh rất là năng lượng, tìm không biết là bạn có cảm thấy khó chịu không?
anh năng lượng kiểu nào anh? Ví dụ như anh thấy em mà có chậm chậm gì là anh lẹ lắm, anh nhào vô liền, anh rất là giống như là con sói đó, có thèm khát vậy. Mẹ người ta ở dưới đó. À, vậy, không phải. Trời ơi, con sói thèm khát đồ thấy ghê vậy. Con mới dùng cái từ này, tức là con chủ động. Thấy anh hoạt ngôn. Em có thích cái hoạt ngôn của anh không? Có. Đừng nói nhiều quá. Đừng nói nhiều quá. Lúc em cọc đừng nói nhiều. Ồ, cọc hả? Có cọc nữa hả? Kiểu em cọc ví dụ như em thường là em muốn nghỉ ngơi một mình á. Anh rất là muốn chia sẻ với người yêu của mình, bạn gái của mình là anh, tức là bạn có buồn hay cái gì, hay là bạn có khó chịu cái gì trong lòng, bạn cứ nói thẳng với anh. Để cho bụng người ta không hiểu. Đúng rồi, không đừng có giận hay là... Nếu mà người em mà em có tình cảm là em kiểu em có tính cách là hay lằng nhằng á. Ê, anh có một chút xíu lằng nhằng nha. Tới phiên em. Cô Thắm, đợt này tính dắt ai về làng đây cô Thắm? Dạ, em muốn hỏi anh Ngân. Em nhìn anh vui vẻ vậy á, anh có hay bị cọc tính không? Trước đây thì anh có cọc nha, nhưng mà sau này tại vì tính chất công việc thì anh cũng phải cố gắng để dằn lại để cho mọi thứ nó suôn sẻ, chứ cũng không thể nào cọc hết. Còn nếu mà nói với người yêu thì cọc thì đó giờ chưa cọc. Chưa cọc hả anh? Rất là cưng. Dạ, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa là anh có ngại về làm rễ làm quan? Bắt về làng luôn rồi. Cô Thắm bắt về làng luôn rồi. Hỏi là ngại có ngại làm rễ không thì cũng chia sẻ với em, thì anh là con lớn ở trong nhà nên là yên tâm là anh cũng không sẽ có phải sợ là phải ở lại là để giữ, để gọi là người ta thờ cúng, tức là sẽ không có lo về cái chuyện là từ đường ở nhà nên em yên tâm. Ok, vậy lớn là không làm hả? Dạ, dạ ở dưới quê là Úc mới làm. Dạ. Khó Úc thương nhờ Úc chịu. Dạ đúng rồi. Mà giờ ta hỏi có chịu làm rễ Long An không? Anh không ngại đi Long An, anh chỉ cần có lý do. Là ngọt lắm đó nha, dẻo miệng lắm nha. Cho qua nắm tay thì tâm xúc luôn rồi, đi ha. Đúng rồi. Hỏi bây giờ nữa. Thì hai chàng trai sẽ lần lượt đi qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Mỗi người chỉ được nắm mỗi người 30 giây. Còn có muốn nói gì hay không là quyền. Mời em trước. Hồi nãy nó nói nhường em rồi, bây giờ chị mời em trước đó nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chắc là xin phép nha. Chắc là anh sẽ không nói gì ở thời điểm này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Wow, quý ông quá vậy. Làm. Còn đối với Thấm thì chiều cao như thế nào à? Nếu mà em không bỏ vài câu góp ra thì chắc cũng cỡ. Ok, rồi cảm ơn Thấm nha. Dạ. Dạ thôi, em cảm ơn chị. Rồi. Nắm tay ra mời bạn nhảy. Đứng hiên luôn. Ngang mà đi hiên ngang cho chị coi. Dạ, tại quen rồi. Đầu tiên thì Khánh rất là cảm ơn bạn ghi cái tờ giấy, tại vì Khánh rất là thích cái những cái tờ giấy mà ghi bằng tay á. Dạ không nghe. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, xin phép nắm tay cái. Làm gì mà nó khúng núm. Trời ơi, nắm tay mà chu cái mông vô mặt người ta. Ủa, mày đi qua hướng mình kia. Đây. Xin lỗi. Dạ. Không ai mà chạy tới cái mông dở này mới nắm tay người ta. Quá kiếp. Dạ, ô nắm nữa hả? Dạ, vậy thôi cho nắm hai bên luôn đi vậy. Trời ơi, mất đá lạnh. Tài tài. Không, bây giờ đón không biết làm gì. Đó đâu, nó có ý hết đó. Về chỗ đi, nó lanh lắm. Trời ơi. Sao mà qua mắt chị Tường được. Nhưng mà bây giờ không, trước khi bấm chương trình này chia sẻ thiệt á nè. Cái này là chị nói nghiêm túc nha. Dạ, dạ. Có thể nó là lịch sự. Ừ. Có thể là cách em lựa chọn trong giao tiếp. Dạ. Có thể nó do cuộc sống mình đã gặp nhiều khó khăn mà mình phải lăn lộn ngoài xã hội. Dạ. Nhưng đến một lúc nào đó mình cảm thấy là mình cũng phải có một cái sự tự tin của bản thân. Bởi vì dù mỗi người ở giai cấp nào, công việc gì đều có giá trị riêng của bản thân mình. Có những cái mình cần phải khúm núm, phải khép nép, phải lịch sự, phải cúi đầu, phải khom lưng. Nhưng có những cái không cần thiết. Nhưng có những cái không cần thiết. Dạ. Nhớ suy nghĩ câu nói của chị nha. Dạ. Có những cái mình cũng phải thẳng lên hiên ngang nhìn để cho người khác mới có cơ hội khom lưng với mình. Còn nếu mình cứ như vậy hoài là mãi mãi mình sẽ là người khom lưng. Dạ, em cảm ơn chị. Hiểu ý chị nói không? Dạ. Rồi, bây giờ thì mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Mỗi người đều có hai cái nút bấm để mình bấm cho đúng. Nhìn về phía trước, suy nghĩ lắng động, nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm của anh Đạt thì sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hương Minh Đạt. Và đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu tính. 5 4
ấn tượng đầu tiên đó là hai bạn rất là xinh và mỗi bạn sẽ là có một cái tính cách riêng, mặc dù là hai bạn đều là bạn tuổi với nhau. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ có một cái sự trùng hợp, đó là chúng ta cùng đều mặc màu đen, đúng không? Yeah. Về cái nghề của anh MC thì em khá ấn tượng vì em thích những bạn mà có cái nghề về MC. 3. Hai. Anh có dự định khi nào mà mình có vợ hay sao? Anh chỉ nghĩ là mình tìm một người bạn tới một thời điểm đó mà Khánh cảm thấy là Khánh đã có một cái chỗ vững chắc rồi, Khánh tiến tới hôn nhân. Dạ, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa là anh có ngại về làm rể Long An? Anh không ngại đi Long An, anh chỉ cần có lý do. 1 3 bấm à. Bấm đi. Hết thời gian. Kính thưa quý vị, và hiện tại chúng ta đã thấy có được một cặp đôi ngồi ở ghế xanh, là hai bạn xanh đã bấm nút cho nhau. Bây giờ chị muốn hỏi Khánh là vì sao em không bấm nút? Khi mà nghe bạn chia sẻ là bạn không có thích lằng nhằng á. Khánh thì không phải là lằng nhằng dạng mà khó ưa, mà tức là mình rất là năng lượng, mà mình không những là mình muốn năng lượng cho mình, mà mình muốn truyền cái năng lượng đó cho người yêu của mình, cho người yêu mình tích cực hơn, vui hơn á. Không biết là em có buồn không? Hiện tại thì cảm xúc của em như thế nào? Thiệt ra thì em cũng có một chút hụt hẫng, nhưng mà quyền quyết định thì cũng do anh. Em không biết sao ạ. Không, nhưng mà sau lần này thì mình sẽ tự tin hơn, tại vì mình dám nói ra những cái suy nghĩ của mình. Dạ. Dám quyết định nói ra chứ không phải đơn phương nữa. Đó, lần sau cứ y như ngày hôm nay, cái gì mình thích là mình làm. Còn cái kết quả được hay không nó không quan trọng. Không có gì để tiếc nuối hết. Mình cũng đã làm đúng với cái điều mình thích. Rồi, xin mời các bạn đứng ra phía trước. Cảm ơn em. Đây, chúc mừng một cặp đôi nào. Đầu tiên là mình sẽ chúc mừng cặp đôi này nha, nắm tay nhau đi hai bạn. Đưa nhau về Vinh nha, Long An, Sóc Trăng, thành phố gì cũng được, ở đâu mà miễn nơi đó có tình yêu của các bạn là được. Hãy dành thời gian để mà chăm sóc cho nhau. Mời hai bạn hôn nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày gặp mặt nhau trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chắc là xin phép em, anh sẽ hôn lên tay nha. Wow. Mệt. Nhẹ nhàng vậy thôi. Các bạn trẻ giờ khổ quá, tôi mà gặp được trai thì tôi ôm tôi hôn đại đi, gì mà tay với chân nữa, mệt mỏi ghê. Ngại. Nè, ngại cho hôn tay chuyện cái lấy hên nè. Đó. Cố gắng phát triển giàu có lên nhau. Cho cô ôm lấy chuyện. Rồi ôm luôn. Rồi. Trời ơi. Ok. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị hơn. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho các bạn. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Big Couple vừa ra mắt của MTV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với những cặp đôi không thành công đừng lo nhé, và các bạn chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Big Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được gặp và được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Fit Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Fit Couple đã có mặt chính thức trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Fit Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.